Chạy đi, chạy, nó đang đuổi đây, chạy, nó vẫn đang đuổi đây, chạy đi. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay là anh em mình đang đi rừng và gặp một cái sự cố rất là nghiêm trọng luôn. Hôm nay nhóm của anh em mình đang đi bắt mật ong rừng thì có gặp sự cố là cái cây đuốc đốt thì nó bị tắt, thành ra là một anh em ở trong nhóm của mình là bị đốt phải là hơn 100 cái ngòi ong mọi người ạ. Nãy giờ anh nhổ khoảng bao nhiêu ngòi rồi? Ước chừng khoảng bao nhiêu? Chừng gần 200 ngòi rồi. Gần 200 ngòi rồi. Anh Đảm ơi. Đầy mặt mà nó trắng luôn cái bên này mà nó tắt. Con ong này là con ong khoái, ong rừng chính gốc luôn. Nên là nó đốt thì phải nói rất là đau. Một cái ngòi đốt của nó là phải đau gấp mấy lần cái ngòi kim tiêm. Đây, khán giả thấy là đây là những món quà của rừng này. Mật ong rừng nguyên chất 100% luôn này. Đấy. Để mình lấy được mật ong rừng thì mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ mọi người ạ. Anh muốn để xích xích qua đấy, anh muốn có những đồ. Nó đốt lên rồi mà chảy máu luôn đây này. Đâu anh? Đây. Trời ơi. Chảy máu luôn đây. Đây chỗ là chảy máu. Kim này. Cái kim của con ong rừng này, trời ơi. Anh già Kiệt không biết có bắt nét được cái kim này không? Được mà nhỏ này. Nay em kêu là mặc đồ bảo hộ vô không chịu mặc. Cái này giờ cần đưa đi viện không anh Dung? Không, quen rồi thôi, nếu mà gặp anh em mình tuần nãy giờ khó thở lắm. Bây giờ anh thấy trong người thế nào? Bình thường. Bình thường đúng không? Có sao thì cứ nói ra cho anh em. Không bị gì đâu. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em của Trọng lại tiếp tục đi rừng mọi người ạ. Đi rừng để bắt mật ong rừng nguyên chất. Ngày hôm nay thì nhóm của Trọng với cả một số anh em ở trong làng thì sáng sớm là dậy sớm để đi vô đây. Thì sáng giờ mới kiếm được một tổ ong thì rất là to luôn mọi người ạ. Như tất cả khán giả đã biết là anh em của Trọng là đang bán mật ong rừng. Tại vì hàng năm cứ từ tháng 3 này cho đến tháng 7, tháng 8 là ở cái vùng đất Lâm Đồng của Trọng á thì có rất là nhiều ong rừng luôn, nên là hầu như là năm nào Trọng với cả mấy anh em ở đây là cũng đi bắt ong. Thì Trọng có đăng lên trên kênh YouTube á, Trọng kêu là những khán giả nào mà cần sử dụng mật ong rừng nguyên chất á thì có thể liên hệ với Trọng để mua hàng. Thì sau khi Trọng đăng cái video đó lên á thì nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng của tất cả khán giả. Thì nên là ngày hôm nay thì anh em Trọng lại tiếp tục đi rừng nữa. Thì sáng giờ đi thì rất là mệt luôn. Bây giờ cuối cùng cũng đã kiếm được một tổ ong rất là to luôn mọi người ạ. Để Trọng lên trên này Trọng chỉ cho tất cả khán giả xem. Ngày hôm nay thì nguyên một nhóm của Trọng gồm có 7 người đi bắt ong. Đi từ sáng tới giờ. Thì đây, ngay phía trên đầu của Trọng luôn là có một cái cây, có một tổ ong rừng. Ong này là gọi là ong khoái. Chắc thì Trọng sẽ sử dụng máy ảnh Trọng zoom lên cho tất cả khán giả xem. Đó, thì bây giờ khán giả đang xem là tổ ong khoái. Thì ong này là những tổ ong như vậy nó rất là to luôn, rất là khổng lồ luôn. Mà những tổ ong như này nó rất là khó kiếm mọi người ạ. Phải đi tận sâu vô trong rừng thì chúng ta mới kiếm được. Như tất cả khán giả đã thấy là ở bên trên thì trên đỉnh kia có tổ ong. Thì như cái cây này thì Trọng nhìn thì Trọng ước chừng cũng phải tầm cỡ khoảng gần 20 mét đó mọi người ạ. Tổ ong bên trên cũng rất là khổng lồ luôn. Tổ này nhìn chừng đoán chừng khoảng nhiêu lít kẹt? Tầm 5-7 lít thôi rồi. Tổ này chắc cứ tầm cũng 5-7 lít là đúng rồi đó. Thì khán giả thì thấy tổ ong rồi nhá. Bây giờ anh em Trọng là chuẩn bị quá trình để chuẩn bị đồ đạc để xíu nữa anh em mình bắt ong nhá. Mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ Trọng dắt tất cả khán giả đi lên trên chỗ nhóm của Trọng đang đóng quân tại đây. Mấy anh em ở trên này đang
chuẩn bị làm đuốc. Đây, đây là mấy anh em, mấy anh ở trong xóm của Trọng. Ngày hôm nay thì đi bắt ong cùng Trọng. Đây là đang làm cây đuốc mọi người. Để một hồi mà mình đốt lên á, cho ong, cho có khói á, rồi ong nó bay đi, nó hạn chế nó đốt. Nhưng mà chắc chắn là nó vẫn sẽ đốt, nhưng mà nó sẽ hạn chế được phần nào mọi người ạ. Mày nói chắc chắn chứ mày. Sao mình đã kịp được. Đốt là chắc chắn là phải đốt rồi đấy, nhưng mà đỡ phần nào là hay phần đấy. Thế thì chưa trèo lên mà đốt rồi. Xíu nữa ai trèo, anh Bun trèo hay anh Đảm trèo? Xíu nữa ai trèo anh? Anh trèo như là nó con ấy. Xíu nữa là người anh của Trọng sẽ trèo lên. Hôm qua là anh em cũng đi bắt luôn. Hôm qua bắt có bị đốt không anh? Hôm qua bắt được mấy lít anh? Hơn 5 lít. Hơn 5 lít. Tổ hôm nay to đấy, chắc cũng tầm 5-7 lít đó mọi người ạ. Đây là... Đây là quá trình chuẩn bị. Đây, đây là những chiếc xe rừng. Ngày hôm nay thì anh em mình sử dụng những chiếc xe như thế này để đi vào trong rừng. Những chiếc xe bình thường thì không thể nào mà đi vô tới trong này được mọi người ạ. Đây, quay thêm cho khán giả thêm đồ nghề luôn. Đấy, Trọng một lần nữa Trọng nói lại nhá. Tại vì con ong này là con ong khoái rừng, nên là con này, ong này thì hầu như là nó đốt là rất là đau luôn. Chỉ có thua ong đất thôi. Nó mà đốt tầm 10 mũi là chắc nhập viện luôn á. Nên là ngày hôm nay thì Trọng với cả mấy anh em nó có chuẩn bị đồ bảo hộ này kia các thứ luôn. Đây là những bộ đồ bảo hộ khác. Đây là can này kia các thứ đựng mật ong, dây thừng các kiểu. Dây này là để cột ở bên trên này, thả mật ong xuống, người bên dưới đón. Giờ cũng chuẩn bị ấy rồi, bây giờ Trọng cũng chuẩn bị mặc đồ bảo hộ vào luôn. Thắng đội cái nón vào đi em. Đội cái nón vào cho em. Thích mặc áo hay là thích đồ nón? Nón thôi đúng không? Trọng tại vì hôm nay Trọng không mang áo khoác theo thì Trọng mặc luôn cả cái áo khoác bảo hộ vào. Anh cần đồ này không? Hay là đẳng cấp rồi thì khỏi. Trời ơi, cần cái gì mới cái đồ yêu đây nhỉ? Một hồi ong nó đốt. Bây giờ là anh em mình là đang đốt để làm đuốc nha mọi người. Khán giả có biết cái lá cây này để làm gì không? Thì một hồi để anh em mình bó cái đuốc lại. Thì đây là cái lá tươi mình bó lại để cho khói nó có nhiều hơn. Mình đốt ở đây thì ong chín nó có bay ra không anh? Không. Chắc chắn không đúng không? Tố này không bay đâu. Bữa không mất thuốc nó không đi đánh luôn. Đầu mùa tới giờ anh em mình bắt bao nhiêu lít rồi anh Đạp? Nhớ không? Tầm gần 20. Gần 20 lít. Trọng là mới lên bộ áo giáp xong mọi người ạ. Cái này là để phòng chống cho ong nó đỡ đốt. Hạn chế bị ong đốt thôi chứ không phải là phòng chống ong đỡ đốt. Kiệt mặc áo này không? Chắc em chỉ cần đổi nón thôi. Đổi nón thôi đúng không? Tại vì Kiệt ngồi quay thôi chứ không bắt đúng không? Đúng. Kiệt dám leo lên cây không? Chắc giáo đầu cao quá. Rồi, giờ anh em mình chuẩn bị đi lên bắt ong. Nãy giờ là cái công tác chuẩn bị của anh em mình đã xong rồi. Bây giờ bắt đầu đi chiến thôi mọi người ạ. Hy vọng rằng là tổ ong này là sẽ được nhiều. Bắt được nhiều. Đây, trên tay của Trọng đang cầm cái bó đuốc đây. Bó đuốc nãy giờ thì mấy anh em đang chuẩn bị để đốt lên để cho có khói á mọi người. Cho có khói để ong nó hạn chế đốt. Đây. Thằng bỏ đồ nghề các thứ ở đây đi em. Đây, anh Đảm leo.
Mấy anh em ở đây là dân pro đẳng cấp, không cần phải mặc đồ bảo hộ luôn. Có mình Trọng mặc à, Trọng với cả hai người nữa mặc. Tại vì mỗi lần đi bắt ong về là ong đốt sưng hai mặt mũi lên luôn á, nên là bắt buộc là Trọng phải mặc để Trọng còn quay phim các thứ nữa. Rồi ok mọi người, nãy giờ là cái quá trình chuẩn bị của anh em mình xong rồi. Bây giờ là anh em mình đang leo lên trên cây để chuẩn bị thu phục cái tổ ong này nha mọi người. Khán giả thấy đó là cái cây rất là cao luôn, gần 20 mét. Cây thì rất là nhỏ luôn, nên là để mà leo lên được trên cái cây này thì phải những người có kinh nghiệm rất là cao thì mới leo lên được. Nên là Trọng không khuyến khích tất cả khán giả ở đây làm theo cái hành động này nhá. Thì đây là chỉ có những chuyên gia bắt ong như anh em Trọng thì mới có thể leo được. Bây giờ là cái quá trình mà đốt cái đuốc này lên để cho có khói nhá. Đốt nhiều nhiều lên anh Đảm ơi, thấy nó hơi ít đấy. Cho nó cháy hết đi rồi leo lên. Đốt cái này mà không cháy hết mà leo lên trên đấy mà nó tắt đuốc đi một cái là ong nó đốt cho là chạy không kịp luôn mọi người. Thấy cái đuốc nó chưa cháy hết nhá. Bây giờ đang ở cao trên ngọn cây rồi không nghe được rồi mọi người. Rồi, bây giờ là leo qua bên cây chính nhá. Nãy giờ là chỉ leo cái cây phụ để leo lên thôi, còn ong thì nó đang ở bên cái cây to cây chính nè. Giờ anh em Trọng là đang leo lên. Một người leo lên trên đó để đốt ong, còn Trọng với cả một số anh em ở bên dưới là hỗ trợ, cần đồ gì thì chuyển lên hoặc là cắt mật ong thả xuống thì anh em mình sẽ lấy mật ong. Cẩn thận nhá. Rồi, Trọng nhìn thấy là những con ong nó đã bay ra rồi. Kiệt nhìn thấy không? Khán giả để Trọng zoom lên cho khán giả xem. Có những con ong nó đã bay xung quanh người của anh em của Trọng rồi. Đang bị ong đốt. Cái này là khói hơi ít. Đuốc nó gần tắt rồi kìa, kìa đây. Gần tới rồi. Còn một chút xíu nữa là tới rồi mọi người ạ. Sau một hồi trèo thì anh em Trọng đã trèo tới tổ ong rồi. Đây là Trọng zoom tổ ong cho tất cả khán giả xem. Ong bây giờ nó đang bay xung quanh người của anh em Trọng luôn mọi người ạ. À. Ong nó đốt. Kiệt có bị đốt không? Chưa bị đốt anh ạ. Ừ. Một con. Mặc dù Trọng đã mặc đồ bảo hộ nhưng Trọng vẫn bị đốt. Ây ạ. Ông đuổi, chạy đi, chạy, nó đang đuổi đây, chạy, chạy đi, được rồi, bao nhiêu phát rồi? Gì bay phát kìa. Con nắn rồi. Ui. Ôi nó chui tay. Búng ra. Ủa. Ây da. Còn cái kim nắn. À. Dùng tay luôn. Em Kiệt bị đốt rất là nhiều luôn mọi người ạ. Bao nhiêu phát rồi? Em tính tay chân rồi, nó chích cả đứt em luôn. Ít nhất là chích thì 4-5 phát lắm. Còn tay thì mỗi cái 2-3 phát. Mỗi cái nhiều, bên đây 2 phát, bên đây 1 phát. Ý là xong cho anh hay là được bao nhiêu phần? Xong rồi. Đây sao nào? Này Kiệt. Còn không anh Bun? Ô, sao ít thế? Đâu để xem bên này coi nào. Đưa em cầm nhá.
Cầm cái này là nó đuổi theo cái này à? Ờ thế anh cầm đi anh buôn. Bỏ đây đi. Anh cầm để cho nó đỡ đổ. Đi lên đây kìa đây. Nó gắt đánh nhiều ấy. Hả? Đây luôn. Bên nào? Đây ong trên đầu. Làm được. Chạy về đi này. Em thế. Rớt cả cái này ở dưới kia. Kìa chạy. Rớt cả cái mét luôn nè mọi người. Anh em mình chạy tán lạng hết trơn. Tại vì nó quá chật chích rồi. Nếu mà anh em mình đứng lại là còn chích thêm. Đợi thắng đêm anh xem nào được nhiều mà đông không. Đêm này thắng. Kết. Kết cho còn cái gì rớt nữa không để anh chạy xuống đi lấy. Xem còn cái gì nữa không. Mà ông bên đây à. Đủ hết chưa. Ông bên đây nữa rồi. Đây. À không được nhiều anh ơi. Sao chuyện này ít thế? Ít mà, cái này ít. Anh Đảm bị nhiều không kìa? Đuốc nó. Ôi. Anh Đảm bị đốt quá trời nhiều rồi. Anh Đảm. Đi về đi. Từ. Không bỏ đây luôn rồi. Bị đốt nhiều quá, cầm đi. Mày gắng thắng cầm đi để. Con ơi. Thắng cầm này, thắng anh cầm ông kìa. Anh Đảm, anh em anh mà hồi nãy leo lên trên cây á bị đốt quá trời nhiều rồi mọi người ạ. Bị tắt đuốc rồi anh Đảm ơi. Anh Đảm. Đứng lại em với. Thằng mệt chết rồi. Được, quay lên xem nào. Anh Đảm, anh nay anh thợ leo lên trên cây để bắt mà bị ong đốt quá trời nhiều mọi người ạ. Khoảng bao nhiêu mũi anh? Ôi. Tắt máy, ai kia kêu tắt máy đi để xem cái mặt của anh Đảm này. Ôi, trên cái mặt của anh Đảm là khoảng bao nhiêu mũi anh Đảm? Trời ơi, khán giả xem này nhá. Nói không phải nói xạo với khán giả xem ở trên mặt của anh Đảm này. Ông nó đốt, trời ơi. Từ cỏ lên luôn anh ơi. Nhưng cái mà chấm ở trên mặt đó toàn là ngòi ong không nha mọi người. Trời ơi. Riêng bây giờ riêng trên mặt không là phải cả 100 mũi luôn mọi người ạ. Bảo là mặc cái đồ hiếm rồi. Em kêu là mặc. Em kêu mặc cái đồ bảo hộ vào. Này nó bị tắt đuốc. Bây giờ anh Dung đang gỡ cái nọc ra. Đỡ được phần nào hay phần đó. Tắt máy hộ em anh buôn từ anh em mình hay đi. Quan rượu rồi không cả thế. Anh Đảm ơi. Anh Đảm. Ừ. Anh nhìn đây cái anh Đảm. Anh nhìn em cái đi. Ồ, không nhìn được luôn mọi người ạ. Được rồi, được rồi. Trời ơi. Khán giả thấy đó. Để bắt được để bắt được 1 lít 1 ong thì phải nói là rất là khó khăn luôn mọi người ạ. Này. Ý là em có mặc cái này mà còn bị chích dữ lắm anh. Kiệt bị chích nhiều không? Bị chích tay, bị chích cổ á. Ý là nó chen trong chích được luôn á. Dạ. Yeah. Như là anh ấy mà đội chặn hơn. Chắc giờ anh em ra ngoài kia đâu. Này, này. Đuổi à? Khán giả thấy đó, đây là cái đoạn đường mà ngày hôm nay anh em mình đi bắt ong đây. Đường đồi núi rất là khó đi luôn. Bóng đồ
sao này? Anh mệt lắm anh ơi. Anh đi mệt lắm rồi à? Đúng rồi. Bây giờ phải chở anh này về đi viện thôi mọi người ạ. Nghe nói anh nói anh ấy cảm thấy là không ổn anh. Anh ấy là muốn đi viện đúng không anh? Giờ về đi viện đúng không? Đúng rồi. Nghe nói là đi viện. Ngày hôm nay là đây là một cái sự cố bắt ong ở trong đời của anh em mình. Trước giờ anh em mình đi bắt ong rất là nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay đây là cái sự cố đầu tiên. Tại vì cái cây đuốc nó bị tắt đó mọi người. Nên là thành ra là ngồi ở dưới cũng bị đốt luôn. Tội nghiệp anh thợ. Đây tiện thể trọng quay cho khán giả xem cái đoạn đường mà anh em mình đi bắt ong nó cực khổ như thế nào. Thường thường ong này nó trích tầm 10 mũi, 20 mũi là coi như là nặng lắm rồi, mà anh thợ hồi nãy anh leo lên trên cây mà anh bị đốt tới chắc cả 100 mũi luôn mọi người ạ. Khán giả thấy đó, để mà bắt được những lít mật ong rừng mà để trọng gửi đến tất cả khán giả thì rất là cực khổ luôn. Chắc hồi nay là được tầm khoảng mấy lít nhỉ Kiệt nhỉ? Chắc được tầm mình ước chừng 5 lít, chắc được tầm 3 lít à. Chắc nay được tầm 3 lít thôi mọi người ạ. Ít mà. Đâu đưa anh cái giỏ mật rồi anh xem nào. Cu đem giỏ mật đây cho anh Cu. Hả? Chưa. Chưa cắt hết, mình cắt đốt luôn. Đây khán giả xem này. Đây. Đây là tại vì ngày hôm nay thì trong cuộc đời đi bắt ong của anh em mình thì lần đầu tiên mà anh em mình lại gặp sự cố như vậy. Đi leo lên thì cái cây đuốc nó bị tắt đó mọi người. Thành ra là chỉ như đây chắc được tầm 3 lít. Bây giờ cứ đi về để xem anh thợ leo cây xem anh thế nào đã, rồi có gì chiều đi tiếp. Xách em gom gom mấy cái dây này lại. Nay là mình cắt chưa xong rồi anh bị đốt nhiều quá anh tụt xuống đúng không? Trên cây vẫn còn nhưng mà bị đốt nhiều quá. Đi. Mệt quá mọi người ạ. Đi bắt mật ong rừng, những cái gì mà mình lấy của rừng thì không bao giờ là dễ dàng. Cái gì nó cũng phải có cái sự trả giá của nó. Món quà của thiên nhiên nhưng mà mình phải đánh đổi rất là nhiều công sức mình mới lấy được. Đúng rồi. Nên là khán giả ở đây mà những ai có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì cứ liên hệ với Trọng nhá. Số điện thoại 0345 099 088. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Viber của Trọng. Đây chỗ rồi. Ra xem anh thợ này Kiệt. Hôm nay nhóm của anh em mình đang đi bắt mật ong rừng thì có gặp sự cố là cái cây đuốc đốt thì nó bị tắt. Thành ra là một anh em ở trong nhóm của mình là bị đốt phải là hơn 100 cái ngòi ong mọi người ạ. Nãy giờ anh nhổ khoảng bao nhiêu ngòi rồi? Nhiều lắm. Ước chừng khoảng bao nhiêu? Chừng gần 200 ngòi rồi. Gần 200 ngòi rồi. Anh Đảm ơi. Hôm nay dính đầy mặt em mà nó trắng luôn cái bên này mà nó khỏi. Con ong này là con ong khoái, ong rừng chính gốc luôn. Nên là nó đốt thì phải nói rất là đau. Một cái ngòi đốt của nó là phải đau gấp mấy lần cái ngòi kim tiêm. Đưa anh chai nước anh, chai nước rồi. Nay đang bắt ở đấy rồi. Anh em phải bỏ chạy ra ngoài này mọi người ạ.
Nay được bao nhiêu mật ong rừng đâu anh Bun, anh Bun đưa cho em xem nào. 2 lít. 2 lít. Trời ơi. Kiệt ra đây quay cho khán giả xem là Kiệt. Đây, khán giả thấy là đây là những món quà của rừng này. Mật ong rừng nguyên chất 100% luôn này. Đấy. Để mình lấy được mật ong rừng thì mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ mọi người ạ. Anh Bun, Bun để xích xích qua đấy anh Bun, có những đồ. Nó đốt lên rồi mà chảy máu luôn đây này. Đâu anh? Đây. Trời ơi. Chảy máu luôn đây. Đây chú là chảy máu. Kim này. Cái kim của con ong rừng này, trời ơi. Khán giả Kiệt không biết có bắt nét được cái kim này không? Được mà nhỏ này. Nay em kêu là mặc đồ bảo hộ vô không chịu mặc. Cái này giờ cần đưa đi viện không anh Dung? Không. Quen rồi thôi, nếu mà gặp anh em mình tuần nãy giờ khó thở lắm. Bây giờ anh thấy trong người thế nào? Bình thường. Bình thường đúng không? Có sao thì cứ nói ra cho anh em. Không bị gì đâu. Nó em mệt một tí thôi, lúc sau tỉnh à. Uống nước không này anh? À, nước đi. Này. Nào hai miệng ra nào. Rồi. Hai miệng ra em đổ cho. Không chết được đâu. Không chết được đâu, nào chết thì khiêng thôi đúng không? Không phải khiêng. Chết khỏi cần khiêng đúng không? Chôn đây luôn. Chết chôn đây luôn. Trời ơi. Như khán giả thấy đó là để bắt được những lít mật ong rừng thì phải nói là rất là cực khổ luôn. Ngày hôm nay thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 anh em mình đi bắt. Mà bây giờ chỉ được có tầm khoảng đây là gần 3 lít. Chắc gần 3 lít anh nhỉ. Trọng cho tất cả khán giả xem số mật ong rừng mà nãy giờ là anh em Trọng bắt này. Thắng đưa cái bỏ cái bao này xuống, đưa anh đôi bao tay coi Thắng. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha khán giả nhá. Đây là mật ong đầu mùa nên là nó hơi vàng một chút. Lấy cho anh đôi bao tay Thắng ơi, để anh lấy lên cho khán giả xem. Dư hồi em anh muốn. Trọng làm cái gì đó thì nó anh em Trọng làm thì rất là vệ sinh. Đây nhá, bây giờ Trọng đã đeo bao tay vào rồi nhá, bao tay mới hoàn toàn nhá. Giờ Trọng cho khán giả xem cái cục sáp ong này. Đây. Hiện tại đây là những cái con ong rừng mà nguyên chất luôn nhá. Đây là những cái cục sáp. Thì cái tổ này hồi nãy anh em Trọng bắt là nó cũng to nhưng mà tại vì bị ong đốt nhiều quá nên là không thể nào bắt được nữa. Đây là mật ong đầu mùa nên là khán giả nhìn thấy là nó sẽ hơi màu vàng nhá. Đó. Cái này vào giữa mùa thì nó sẽ chuyển qua màu hơi nâu, còn đầu mùa thì nó hơi vàng. Đây là những con ong rừng này, Kiệt quay cho khán giả xem này. Này. Để Trọng lấy một vài con ong nó còn sống cho tất cả khán giả xem luôn này nhá. Đây. Trọng đang đeo bao tay lên là khán giả đừng có nói là mất vệ sinh nhá. Bao tay mới đàng hoàng. Đây là những cái con ong khoái rừng 100% này. Nó còn đang sống. Tại vì rất là to luôn rồi. Ừ. Nó rất là to luôn nhá. Để bắt được những cái lít mật ong như vậy thì phải nói là rất là khó khăn luôn. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7, tháng 8 là mấy anh em trong xóm của mình lại rủ nhau đi rừng để bắt ong. Thì chỉ ong này là nó chỉ có theo mùa thôi, từ tháng 3 cho đến tháng 7, tháng 8 thôi. Còn ngoài những cái tháng này ra thì mật ong rừng rất là khó bắt. Nên là vì vậy tất cả khán giả ở đây, khán giả nào mà có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ với Trọng qua số điện thoại là 0345 099 088. Thì Trọng với cả cùng mấy anh em ở đây sẽ đi bắt ong để bán cho tất cả khán giả. Thì khán giả nào muốn mua hàng thì hãy lưu ý đặt hàng sớm nhá, để Trọng còn có thời gian đi để đi bắt ong cùng với mấy anh em. Tại vì cái này thì không phải là dễ bắt. Có khi là một tuần hay là 4-5 ngày thì mới bắt được một tổ. Mà như khán giả thấy tổ này thì ước chừng 5 lít, nhưng mà nãy giờ bắt thì có sự cố nên là chỉ được tầm 2-3 lít thôi. Thì nên là bây giờ tiện thể có sẵn 2-3 lít ở đây, thì khán giả nào muốn mua thì cứ liên hệ cho Trọng nhá. Thì Trọng sẽ bán lại cho khán giả. Khát nước quá. Huỳnh Tạ. Thăng. Nóng quá. Mệt quá mọi người ạ. Nay Trọng mà
kiếm thêm một cái áo khoác nữa để mặc vô cho thành mấy lớp. Anh bị đốt nhiều quá, bây giờ không được tỉnh táo đâu này. Đốt này còn nhiều còn phê hơn là say rượu nữa này. anh Đạp, cái cảm giác này với cả uống rượu cảm giác nào nó phê hơn? Ông đốt phê hơn nhưng mà sưng cả mồm. Ông đốt là phê hơn rượu đúng không? Khán giả nhìn này, cái quay từ trên quay xuống này, người rừng ở Lâm Đồng trọng. Người Sài Gòn là chịu không nổi đúng không? Không phải nói đâu xa, riêng là anh em mình luôn mà bị đốt. Anh em mình mà bị đốt như nãy giờ là cũng thua rồi. Anh Bùn có bị đốt cái nào không? Mấy cái. Anh Bùn thì ở dưới, ngồi ngay dưới gốc cây nên là bị đốt. Mà em không bị đốt cái nào nhá. Anh Bùn có mặc kịp mặc áo không? Chưa, đốt rồi, nó vua ở đâu ấy. Quên, em có đem ngoài hơi dầu quên. Có lấy dầu bôi không? Có. Anh Dũng bôi đi, anh Dũng. Chuyến này về anh em mình nghỉ vài ngày, ngồi xuống anh Dũng. Anh em mình nghỉ vài ngày đi bắt tiếp. Anh Dũng kêu anh còn 2 tổ nữa đúng không? Chiều đi bắt nữa không anh Đạp? Anh Đạp. Chiều quan cái đuốc thôi. Mai phải mua ít xạ dầu á. Dầu hôi á. Dầu lửa là đốt đi chỗ đây tạm thời mà không bị tạt. Mấy ngày nay bắt đâu có bị đốt đâu đúng không anh Buôn? Không, chỉ bị đốt ít thôi. Có 1-2 mối thôi. Này không ăn thua gì nhờ đúng không anh Đạp? Ăn thua gì không anh? Bình thường. Chiều bắt tiếp nhá, nằm nghỉ một tí rồi qua 2 tổ kia luôn. Ủa món này mà anh đốt kiểu này thì thở không được, chết. Ủa mà sao mà da của anh Đảm mà đốt nó không sưng lên ta? Tại quen đốt 1-2 lần thôi. À. Không phải như em mình làm sao. Sưng hết đúng không? Không chịu nổi rồi, em cũ rồi. Đây này, như trọng cho khán giả xem em Kiệt luôn này. Kiệt đưa máy quay cho anh quay cho. Kiệt bị đốt bao nhiêu phát thì đưa khán giả cùng coi. Đây. Đây này. Chưa tính là hay. Tay đây là một cái nữa, thấy ngón cái em bự rồi. Ừ. Đấy, ngón cái. Cái ở đây một cái nè. Sưng mà sưng không tới. Chưa sưng lên tới trên trán kìa. Vén tóc lên cho anh. Ôi, trán 2-3 cái luôn á. Bỏ tay xuống. Để trọng chỉ cho khán giả xem này. Để đứng im đi. Đây. Một cái này. Hai cái này. Đâu ở cổ đâu? Ngửa cổ lên coi nào. Đây. Ở cổ. Cái này to là kìa. Bỏ tay xuống đi để anh chỉ cho. Còn nguyên ngòi luôn. Từ anh Dũng để. Đây này còn nguyên cái ngòi luôn này khán giả. Anh Dũng nhổ đi anh Dũng. Đấy, ngoài dài chưa? Đấy. Cái này giờ nó đâm vào tay mình là nó còn dính không anh? Không. Đây, cho khán giả xem cái ngòi này. Còn cái khác nào? Đây. Ôi, cái ngòi này to thế. Ông này to rồi. Như là ở dưới chân có. Đây, khán giả xem này, cái ngòi này. Không, nó đốt qua lớp cuộn này, không dính ngòi. Đây, nó đốt không qua lớp cuộn này, mới dính ngòi. Không dính ngòi nhưng mà nó ngứa nhỉ? Nó ngứa, rất là ngứa. Tay, chân gì nó vẫn đốt qua hết nhưng mà nó qua không tới nên nó vẫn ngứa. Nó đốt chấm à. Còn cái nào mà nó đứt mà dính ngoài luôn á. Tùng này to nhỉ. Như cục này, tùng này nữa. Nó cân. Đâu? Ồ, cục này to, quá to luôn này. Ra ngoài chưa anh Dung? Kiệt cũng gần chục mũi. Cả lưng, cả áo, cả lưng. Lưng này chắc nó qua hơn nữa. Này qua thôi, này không ngoài là nó qua lớp áo này. Không sao. Ồ, lưng được, lưng Kiệt cũng nhiều. Ôi, Kiệt bỏ tay xuống Kiệt. Khán giả nhìn thấy, đừng có ấy nữa Kiệt. Khán giả nhìn thấy là những cái vết đỏ là ngòi đấy. Anh Dũng anh đếm xem bao nhiêu cái. Đúng rồi đấy. Chỗ này trộm này hơn chục con, chục cái. Bên này chưa bóc, anh bóc ngòi ra cho nó phải không? Này không có ngòi, này nó qua lớp áo là không dính ngòi. Rồi, lưng của Kiệt không là cũng đã chục mũi rồi mọi người ạ.
thôi. Vì vì cuộc sống mưu sinh thì mình phải chấp nhận thôi kìa đây. Cố gắng thôi. Cố gắng. Anh ấy còn bị nhiều hơn mình đâu rồi. Hơn là mình còn đeo đồ của họ. Đây, chưa tỉnh luôn. Ông đốt nãy giờ chưa tỉnh luôn mọi người ạ. Tiếp thêm thủy bột. Khán giả xem này. Trời ơi. Chào tất cả mọi người nhá. Thì anh em Trọng là mới đi rừng về tới nhà. Sáng đi rừng thì giờ mới về tới nhà mọi người ạ. Đây, thì cái số mà ông rừng nãy anh em Trọng bắt đây. Kiệt quay chi tiết cho khán giả xem. Thì nãy ở trong bao bắt mật ong nhưng mà giờ Trọng bỏ ra ngoài này rồi. Để khán giả xem này. Bây giờ là Trọng sẽ đóng mật ong vô trong chai luôn mọi người ạ. Kiệt đoán chỗ này được mấy lít Kiệt? 2 lít đến 2 lít rưỡi thôi. Ừ, đây. Thì đây là những cái chai này Trọng mua về. Trọng mua về để Trọng đóng mật ong. Trọng mua về rồi Trọng mở nắp ra rồi Trọng xúc sạch cái chai luôn. Rồi phơi khô lên rồi giờ mới đóng mật ong vào. Trọng làm việc rất là sạch sẽ luôn nhá. Thằng chế đi em. Anh em mình là tay bao tay này cái thứ đàng hoàng. Mật ong này khán giả xem này. Trời ơi nguyên tặng mật này. Đây, tay Trọng đang đeo bao tay nhá, nên là cầm lên cho khán giả xem. Trời ơi mật này nó nhỏ xuống này. Thấy chưa? Đau, khán giả nhìn thấy đau. Như là vắc mắc luôn. Mật ong đầu mùa nên là nó hơi màu vàng vàng nha mọi người nhá. Rồi, thằng chế vào đây em. Không. Cái ca đâu rồi, cái ca đấy để múc vào đây. Đặt này lên trên này cho anh. Thế thì mày hứng cái này đi để anh múc cho. Giờ Trọng múc mật ong lên Trọng đóng nhá. Đây thì Trọng làm rất là kỹ càng luôn nhá. Thì Trọng có một cái lược này để lược mấy cái sáp ong này với cả mấy cái con ong ở bên trên. Tại vì mật ong này là Trọng đi bắt ở trên rừng về á, xong rồi là Trọng đóng luôn. Nên là nhiều khi khán giả nhận hàng á thì tại vì mình có lược qua cái này rồi nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có một vài cái sáp ong mà nó rớt xuống cái này á. Tại vì đây là mật ong nguyên chất mà nên là Trọng không có muốn sự ấy nó kỹ càng. Để cho nó nguyên chất 100% thì cái chất lượng mật ong nó sẽ ngon hơn, nó sẽ tuyệt vời hơn. Đấy nên là nhiều khi khán giả nhận mật ong thì có thể là có những cái sáp ong nó ở bên dưới. Nhưng mà hoàn toàn là những cái sáp ong đó hoàn toàn là sạch sẽ nhá. Đây toàn là đa phần là mật ong rừng rồi cây rừng này kia các thứ thôi. Ong là lấy mật từ trong rừng chứ không có gì mà liên quan đến hóa chất các kiểu. Khán giả xem, đây mật ong nó vàng này. Đây là mật ong đầu mùa nên là nó hơi vàng vàng một tí. Vô giữa mùa thì nó sẽ chuyển qua đậm đậm hơn. Hai lít thoải mái. Cần đầy một cái chai một lít này. Đây, thằng mở cái tay này xích ra em. Để Kiệt quay đây cho khán giả xem này, để Trọng phải giải thích cho khán giả hiểu. Cái chai này á, là cái chai 1 lít. Nhưng mà khi mà Trọng đóng hàng, Trọng gửi cho tất cả khán giả á, thì là nó sẽ chỉ được tới đây thôi. Chứ nó không được lên tới trên đầy, trên ập trên này. Tại vì mật ong này khi mà mình vận chuyển đường xa này kia các thứ á, Trọng gửi từ nhà Trọng đến tất cả nhà khán giả thì phải vận chuyển xa. Nên là nếu mà Trọng mà đông đầy quá khi trong cái quá trình vận chuyển á thì nó sẽ bị căng quá rồi nó có ga rồi nó sẽ bị nổ lên luôn. Nó nổ là nó hư hết mật ong luôn, nó chảy hết ra ngoài. Nên là Trọng chỉ đông được tới đây thôi, gần đầy thôi mọi người ạ. Đấy hết cái này nữa anh nghĩ có lẽ là ok. Mật ong rừng nguyên chất nha mọi người nha. Đây Kiệt quay vô trong chai mật ong cho khán giả xem này em. Tuy rằng là Trọng đã lược ở bên trên rồi nhưng mà khán giả xem ở bên trong á, thì cũng có những cái sáp ong á. Tại vì mình lược nó nguyên chất nên là không thể nào mà nó được 100% mọi người.
còn một số cái sáp ong, nhưng mà để cái sáp ong đó rồi sử dụng nó càng ngon hơn chứ nó đâu có gì đâu. Nào chuẩn bị anh nhấc lên này, rồi đóng cái nắp lại, vậy là được 1 lít. Vẫn chặt chưa? Rồi ok, mở cái đó ra em. Khi mà khán giả mua mật ong ở bên Trọng á, thì là Trọng mật ong nguyên chất 100%, không có giống như kiểu là những cái mật ong mà khán giả mua ở trôi nổi ở ngoài thị trường. Giả sử khán giả mua mật ong mà ở mấy cái tiệm ở ngoài đường này kia các thứ á, thì khán giả đâu có biết được là mật ong là họ là thật hay là mật ong giả đâu. Đấy. Còn riêng về mật ong của Trọng á, là Trọng cam kết 100% là mật ong rừng nguyên chất luôn. Tại vì anh em Trọng đi bắt tận trên rừng luôn. Có video hình ảnh đi bắt tận trên rừng nên là khán giả sẽ yên tâm hơn về chất lượng. Cái này hơn 2 lít thoải mái. Đâu phải là mùa nào cũng có mật ong rừng như này đâu mọi người. Hàng năm cứ từ tháng 2, tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Những cái tháng đó thì mới có mật ong. Còn những ngoài những cái tháng đó ra thì mình kiếm ong vẫn có, nhưng mà nó sẽ rất là ít, nó sẽ rất là khó. Không phải mùa ong mà khán giả mua ong rừng thì giá nó sẽ rất là cao. Với lại là chất lượng mật nó không có ngon nữa mọi người ạ. Cũng như kiểu chúng ta trồng một cái cây hay cái quả gì á, đến lúc thu hoạch đúng mùa thì nó mới ngon, còn không đúng mùa thì nó sẽ không ngon. Mà không đúng mùa thì nó sẽ còn mắc tiền nữa. Nếu mà mình vắt trong sáp ra nữa thì được 2 lít đấy. Nhưng mà mấy cái sáp này để, tại vì hôm bữa cũng có cái cô kia cô cũng dặn là khi nào có sáp ong thì để cho cô. Rồi, cái này được hơn 2 lít mọi người ạ. Thêm một chút ở trong thau này là được khoảng 2 lít rưỡi, nhưng mà giờ mình cứ đóng 2 lít thôi. Vặn nắp vào em. Đó, còn mấy cái sáp này thì Trọng vắt ra thì sẽ được thêm nửa lít nữa, nhưng mà Trọng sẽ không có vắt ra. Trọng sẽ để lại, tại vì sáp thì Trọng có việc. Thắng đi vào trong nhà anh, ở ngay cái đó là có cái tem mật ong ấy. Thì đi vào lấy cái tem ra cho anh. Ngay đằng giữa nhà luôn Thắng. Đây, khán giả xem này, mật ong này. Mật ong rừng nguyên chất. Đấy. Có cái tem mật ong đó đem ra đây cho anh Thắng ơi, để anh dán vào đây luôn. Thì những cái chai mật ong này là dung tích là 1 lít nhá. Thì nhưng mà chai này là 1 lít nhưng mà Trọng chỉ đong được Trọng chỉ đổ được nhiêu đây thôi. Còn tại vì Trọng mà đổ nhiều hơn là nó sẽ nổ ra. Đấy, nên là mình chỉ bắt buộc mình đổ nhiêu đây thôi. Xong rồi Trọng sẽ dán tem vào. Đây. Mỗi chai mật ong như vậy mà mật ong của Trọng là Trọng sẽ dán tem vào như vậy. Bây giờ vô mùa ong thì mới dễ kiếm, chứ không phải mùa ong thì khó kiếm lắm mọi người ạ. Đây, Trọng mà cho tất cả khán giả xem những cái chai mật ong của Trọng, thì Trọng khi mà Trọng đóng vô trong chai như vậy là Trọng sẽ dán một cái tem lên mật ong nguyên chất Phúc Trọng Shop. Thì đấy, khán giả thấy đó này. Thì những cái chai mật ong này thì Trọng sẽ gửi cho tất cả những khán giả đang xem video của Trọng. Nếu mà có nhu cầu sử dụng mật ong á, thì hãy liên hệ cho Trọng để đặt hàng. Thì Trọng sẽ gửi những cái chai mật ong nguyên chất này cho tất cả khán giả. Thì nếu mà khán giả có nhu cầu mua hàng thì hãy nhanh tay nhấc máy lên để điện thoại và đặt hàng. Thì Trọng với cả mấy anh em ở đây là sẽ đi bắt ong cho tất cả khán giả. Tại vì số lượng nó không có nhiều, nên là khán giả nào mà liên lạc trước, đặt trước á, thì Trọng có mật ong thì Trọng sẽ gửi trước. Còn những khán giả mà liên hệ sau, đặt sau thì Trọng có thể hẹn 1 tuần, 2 tuần, thì khi nào có thì Trọng sẽ gửi hàng. Đấy. Thì ngày hôm nay thì khán giả xem cái video này thì đây là cái cuộc sống hàng ngày của anh em Trọng luôn. Thì những lúc anh em Trọng không làm YouTube thì anh em Trọng sẽ làm gì? Thì đây là một cái công việc mà để kiếm thêm thu nhập của anh em Trọng. Thì nói chung là ai thì cũng phải có gia đình, nên là mình không thể phụ thuộc vào một cái công việc được. Mình phải làm nhiều công việc để mình kiếm thêm thu nhập. Thì Trọng cũng mong rằng là khán giả sẽ mua mật ong rừng
nguyên chất để ủng hộ cho anh em Trọng và cũng như là những anh em mà hay đi rừng đi dãy cùng Trọng nhá. Thì khán giả muốn mua hàng thì nhớ bấm điện thoại gọi điện theo số 0345 099 088, đó là số điện thoại của Trọng, 0367827841, đó là số của vợ Trọng. Nhiều khi Trọng đi quay video mà Trọng không có ở nhà thì vợ Trọng là sẽ nhấc máy lên vợ Trọng nghe, rồi rảnh rảnh chủ nhật Trọng đi bắt ong rồi Trọng sẽ gửi cho tất cả khán giả. Khán giả có thể liên lạc qua Zalo, Facebook của Trọng luôn nhé. Thì hoặc là để lại bình luận ở trong cái video này luôn, để lại số điện thoại và địa chỉ đi, rồi Trọng sẽ gọi trực tiếp cho tất cả khán giả để lên đơn và gửi hàng cho tất cả khán giả. Khán giả đang xem video này nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Thì để chuyến sau đi rừng bắt ong thì nếu mà Trọng bắt được nhiều hơn thì Trọng sẽ quay video cho tất cả khán giả cùng xem. Một lần nữa Trọng chân thành cảm ơn.